Xin giới thiệu với các bạn là đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, một cái mẫu hộp số. Mẫu này rất là nhỏ gọn nhẹ. Tổng trọng lượng là có 6 kg thôi. Đấy. Chiều ngang của hai trục này là 25 cm. Cái đường kính trục này là 22 mm này. Đấy. Chiều dài hộp số là chỉ có 20. Chiều cao hộp số là có 14 cm thôi. Hộp số này thì có hai chức năng số, hai số, số 1 và số 2, và số giữa là số mo. Bully này thì là ránh đôi này. Cái hộp số này thì không có vi sai các bác nhé. Cái này là đồng trục đồng tốc. Đấy. Cái này thì nó rất là khỏe. Mục đích của nó thì thường được ứng dụng trong những cái máy sới, máy cày mili. Cái này giảm tốc rất là cao các bác nhé. Giảm tốc của nó là tỷ số truyền của nó đây là 1/36 và 1/50. Đây. Tỷ số truyền rất là cao này. Đấy. Bully đôi nhé. Dây Cura bản A này, bully đôi này. Cái cần này là cần sang số này. Cần sang số này thì các bác sẽ tì vào khung xe, bắt một điểm chốt vào đây, sau đó là 7 rút. Cái này rút ra rút vào 3 lắc, lắc mo, lắc giữa và số nhanh và số chậm. Cái này lưu ý là đồng tốc các bác nhé. Đấy. Cái đường kính này là nó khoảng 12 mm. Đấy. 12 đây. Đường kính bully là 13 cm này. Đấy. Dây Cura bản A nhé. Khách hàng có thể không mua cái này. Cái này thì nó 6 răng giống như kiểu là nhông xe máy thôi, có thể mắc xích vào đây cũng được. Đây. Cái này nó 6 cánh giống như kiểu là nhông xe máy ấy. Đây này, cái trục 6 răng giống như nhông xe máy thôi. Tỷ số truyền là rất là cao. Thế này này. Tỷ số truyền rất là cao đây. Con này tỷ số nó rất là cao đây này, em xoay này. Trục nó chỉ quay một tí thôi. Này nó rất phù hợp với những dòng máy lổ 2 thì 4 thì khoảng 25 đến 49 cc. Đấy, hoặc là xe máy thì quá ngon rồi. Những cái dòng tua cao ấy mà chưa qua giảm tốc, động cơ điện cũng được. Một số các bác cần tua siêu chậm, siêu khỏe và động cơ nhỏ 12V. Đây các bạn này. Quay mấy chục vòng nó cũng chưa quay được một vòng đâu. Đấy, tỷ số truyền đúng 36 và 50 luôn. 36/1 và 50/1. Trục to khỏe, trục này thì có thể lối dài tùy ý theo khổ của xe nhé. Cái này là tỷ số truyền hai bên đồng tốc. Có rất là nhiều ứng dụng cho cái hộp số này. Bên em sẽ giới thiệu vào một mẫu hộp số khác. Để biết thêm những cái hộp số khác bên em đang có thì các bạn có thể vào kênh chính, các bạn xem, sau đó là bấm vào mục danh sách phát, chọn danh mục hộp số. Ở trong đó em có tất cả các cái video về hộp số đang bán hiện nay nhé. Đấy, các bạn lưu ý là như thế. Để tiện xem những cái video khác thì các bạn bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Thì khi đăng video mới lên thì khách hàng sẽ nhận được thông báo ngay nhé. Đấy, số điện thoại bên em là 0983 818 955 và 0966 818 955. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.